Ơi nha, chào mừng em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến với thông tin cập nhật tiếp theo của MOBA Online Season 18.2, đó chính là Patch QR anh em. Và anh em đừng quên dành chút thời gian ủng hộ mình bằng cách nhấn like cũng như là đăng ký kênh để mình có động lực ra các video tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với phần đầu tiên của video ngày hôm nay, đó chính là ngoại hình của con Patch QR. Rồi, ở đây thì mình cũng có sẵn một con Patch QR đó, nhưng mà QR thường anh em. Và ngoại hình của em nó chỉ là thân thì thân gấu, còn sừng là có một cặp sừng hươu đó. Và ngoại hình bên ngoài thì cũng khá là mạnh mẽ, có con anh em ạ. Đã trang bị được là áo giáp với mặt nạ gấu, và nó chủ yếu là phiên bản màu xanh nhé. So với Pet Poly sẽ là màu trắng thì UR sẽ có là màu xanh, và phiên bản đặc biệt của UR sẽ cũng là màu vàng giống như con Leon sư tử ấy anh em. Đầu tiên mình sẽ quay 360 độ về con Pet UR này cho anh em cảm nhận cái đã. Rồi, đầu tiên là hướng 6 giờ này anh em. Đây là hướng 9 giờ này. Đấy, đây là hướng 12 giờ này. Đây là hướng 1 giờ này. Đây là hướng 4 giờ này. Và quay lại là hướng 6 giờ. Còn đây là cách di chuyển của em đó. Đây, mình sẽ di chuyển sơ qua cho anh em thấy. Đó. Cũng khá là mượt mà anh em ạ. Nó khá là mượt so với các phiên bản thủ cực ở phía trước giống như là Holy và sư tử, thì con này mình cảm thấy nó đã cải thiện về cách di chuyển khá là mượt rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với các chỉ số của Pet UR. Ở đây thì mình có một con Pet UR cộng 0, thì cộng 0 thì nó đã được tăng lượng phòng thủ lên 5.0 rồi nhé, và đép thuộc tính là tăng thêm 241 và đam thuộc tính tăng thêm 241, một con thủ cưỡi UR báo sân khá là ngon. Và cũng như các thủ cưỡi khác thì chúng ta đều được tăng là 7 speed, tăng tốc độ đánh thêm 7 điểm nhé. Và anh em lưu ý, ở không biết các server card của anh em thì nó như nào, nhưng mà đối với server của mình thì để cưỡi được UR thì chúng ta phải đặt mốc level là 1450 so với con Holy nhé. Holy thì chúng ta chỉ cần 1100 thôi, nên anh em lưu ý khi úp UR lên thì chúng ta sẽ phải cần yêu cầu level rất là cao đấy anh em ạ. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với chỉ số của con UR cộng 15. Từ con UR cộng 15 thì chúng ta sẽ được defend từ 5.0 này anh em, nó tăng lên 9.8 với mỗi level 20 là lượng phòng thủ. Đam thuộc tính thì sẽ được tăng lên 410, chứ không còn là 241 ở như ở cộng không nữa. Và lượng attack power được đam tăng theo sẽ là 8.7 với mỗi level 20. Nó sẽ hơn con Holy 1.0 nhé nhé. Con Holy sẽ là 8.8 và 7.7. Đấy, còn con sư tử là 7.8 và 6.7. Đấy, cứ nâng lên mỗi cứ nâng cấp một lần thì chúng ta sẽ được tăng lên 1.0 đó. Với mỗi lượng đam level 20 khá là ngon anh em ạ. Rồi, thì để so sánh giữa các con pet chỉ số này nó ảnh hưởng như thế nào để nhân vật thì chúng ta sẽ cùng bật bảng C lên nhé, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu chủ yếu ở hai khía cạnh. Thứ nhất là lượng attack power được tăng thêm, và thứ hai là lượng defense được tăng thêm, phòng thủ được tăng thêm. Thì đối với season 18.2 thì mình cũng có gợi ý nhỏ cho anh em là lượng attack power bây giờ chúng ta sẽ có được chỉ số phụ, chỉ số phần trăm là 7, ví dụ như nhé, 7197 thì chúng ta có thêm chỉ số phụ của nó là 7154 đó. Tổng attack power chúng ta là phải hai thứ này cộng lại cơ, và chỉ số phụ này được tăng thêm là nhờ dựa vào cập nhật mới nhất của web gen về combat power của vũ khí đó, 132% khi mà chúng ta cộng cái vũ khí chúng ta lên 15 nhanh nhé. Rồi, đầu tiên mình chỉ sử dụng một con Leon, nó sẽ nó sẽ đầu tiên bởi con Leon nhé nhé. Con Leon thì chúng ta sẽ cao nhất mình sẽ lấy mắc đam cho gì nó 8.500 cộng với 8.000 thì chúng ta có là 16.500. Tiếp ta sẽ có là 9.166 đẹp, ok chưa nhé. Mình sẽ giới thiệu nhanh sơ qua khi mà cười lên. Tiếp tục mình sẽ lấy con Holy, chúng ta sẽ có 8.600 cộng với 8.200 thì chúng ta có được là 16.800, này là 16.500 đúng không nhé. Chúng ta thêm được 300 ATK Power đó, đép chúng ta lên được 9.400, lên được 2-300 đép gì đấy. Tí nữa mình sẽ có một cái bảng tổng hợp cho anh em, em sẽ được giỏi sẽ rất là dễ dễ hình dung được. Tiếp từ 8.700 còn với 8.300 thì chúng ta đã có được 17.000 đó, 17.700 đấy, thêm được 3-100 đam nữa, cứ nâng mỗi cấp lên thì chúng ta sẽ được 3-100 đam. Và defense bây giờ là 9.664 chứ không phải là 9.400, ta sẽ tăng thêm được 200 defense, không quá là nhiều anh em nhỉ. Rồi, các cái chỉ số này thì mình sẽ có một cái bảng so sánh ở đây anh em sẽ để ý nhé nhé. Mình sẽ chia màn hình ra làm ba, và mình sẽ ghi rõ các cái thông tin chỉ số ở trên màn hình đó. Anh em có thể cảm nhận với mỗi nâng cấp thì các cái chỉ số đó nó thay đổi rất là rõ rệt.
Tiếp tục chúng ta sẽ đi so sánh đam thực tế. So sánh đam thực tế nhé, tức là khi mình cưỡi con UR này cùng với một lượng trang bị là như nhau thì nó có nhiều đam hơn so với con Leon quá nhiều hay không. Và để lượng đam thực tế này thì chúng ta sẽ đến với map test ở map đam F3. Hy vọng là mình không có ai đang test ở đây. Có DK đang test này. Rồi mình sẽ ấn auto cho nó bị quái. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lượng đam nhé. 1255. Anh em mình sẽ to hơn một chút cho anh em dễ thấy. Đó, 1255 lượng đam tối đa. Đây là chỉ số của em nó 16.500. Đấy, mắc đam là 1255, minh đam là bao nhiêu đây? 270.000, 266.000, 266.000 là minh đam anh em ạ. 265, 267 đó, trong khoảng đó. Ok chưa nhé? Ở đây thì mình sẽ có là nó một đam đây anh em. Anh em sẽ để ý ở đây cho nó dễ này, đưa qua đây cho anh em dễ dễ nhìn này. Đó, mình sẽ để 1 phút đã 3.230 mấy đấy, 3.226.000 đó, trong khoảng này đam nha anh em, trên 1 giây. Rồi chúng ta sẽ cùng đi đến với con pet thứ hai là con pet Holy. Đấy, mình sẽ bán Holy. Chúng ta sẽ di chuyển lại gần một chút để có thể nhìn rõ cái lượng đam hơn. Và auto nào, ta sẽ đạt được con số là bao nhiêu lượng đam trên 1 giây đây. Mình sẽ để khoảng 1 phút thôi nha anh em, cho anh em đỡ mất thời gian. Và chúng ta sẽ cùng nhìn mắc đam và minh đam của em này. Bao nhiêu đây? 271 minh đam nha anh em. 273. 271. 271.000 là minh đam. Mắc đam đâu? Chưa thấy có cái mắc đam nào cả. Tỷ lệ ra mắc đam thì nó khá là hên xui nhé, vì nó cả triple đam ở đây, 1.270.000 kìa anh em, vừa mới ra kìa, 1.270.000. Lượng minh đam là 271k, 269 anh em ạ, 269. Rồi tầm 3.3 anh em, tầm 3.3 đam trên 1 giây. Rồi mình sẽ bỏ con sang theo này đi, tiếp tục. À, mình sẽ đi đến với con pet cuối cùng mà chúng ta cần kiểm tra, đó chính là con pet UR. Đây, con pet quan trọng nhất của ngày hôm nay. Đang vào thì di chuyển lại gần và test đam nào. Tôi cảm giác nhồi đam lên rồi, thấy không nhỉ? Cảm giác nó đam trên dây sao nó thấp hơn so với con Holy là sao anh em nhỉ? Rồi, 1.285 lượng đam tối đa cùng một con nhân vật đi nhé. Chúng ta chỉ quan tâm đến chỉ số mà con UR chúng ta được mang lại. Minh đam đâu? À, minh đam khá là thấp, 279 này. Đâu nữa, minh đam đâu nữa, không thể cho thiếu minh đam. Đây là double nhé, 275 này nhé, 272. Từ 269 lên 272 lên được, lên có được 3.000 đấy anh em ạ, lên được 3.000 minh đam và lên được 15.000 mắc đam. Từ 1.270 lên 1.285. Quy lượng đam lên dây này anh em, thấp thế nhở. Lượng đam lên dây sao lại thấp như thế này nhở, 2.9, 2.8 anh em. Ta cùng sẽ test lại một lần nữa nhé anh em. Đây, chúng ta nhìn lại con UR của chúng ta, chỉ số cao hơn hẳn so với con Holy. Lại lần nữa nào, 4 triệu. Ta sẽ test lại một lần nữa. Chắc là do 1 phút là lượng đám lên dây nó chưa ổn định nhé. Nhiều lúc nó mít đám nhiều hơn so với con Holy trong cái khoảng thời gian 1 phút, thì thành ra lượng đám lên dây nó đã bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu như mình chúng ta test 2-3 lần mà nó vẫn vậy thì khả năng cao là con UR này có vấn đề nha mà. 3 triệu nó sai đi theo nó tầm 3.2, 3.3 cơ. Dù đang chỉ số là như nhau anh em, nhưng mà lượng đám một hit thì con UR nó cao hơn hẳn 3 triệu đấy anh em. Đấy, mít đam nhiều là nó sẽ bị ảnh hưởng cái chỉ số này. Nó tốt nhất là chúng ta sẽ test khoảng 3 phút thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ok, mình sẽ để con UR vào khoảng 3 phút cho lượng đam nó ổn định lại anh em.
ở 3.1 rồi anh em, cũng ngang ngang nhau đấy anh em, không hơn nhau bao nhiêu đâu. 3.1, 3.2, 3.3 cũng chênh nhau 15k đam thôi mà. Đấy, 3.1, 3.2 như nhau cả. Đó, càng về sau mà nếu như mà chúng ta càng để thời gian này vào khoảng 4 đến 5 phút thì lượng đam trên dây của chúng ta sẽ càng chính xác hơn. 1.285 này nhé. Rồi, trên đây là con pet UR của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại và có một cái bảng thông số so sánh cơ bản. Mình sẽ di chuyển qua map Rock Tower. Đó, màn hình nó tối thì chúng ta sẽ nhìn được cái thông số nó rõ ràng hơn. Rồi, ở đây thì mình sẽ show cho anh em thấy các thông tin chúng ta vừa kiểm tra từ Depth, Dam, Defense tổng hợp. Đây gọi là cái bảng tổng hợp nhé. Và từ đây anh em có thể so sánh được khi mà mang từ con Leon lên mang UR thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái chỉ số đó như thế nào và chúng ta có cần thiết để nâng bây giờ hay không. Thì theo mình khi mà con pet UR vừa ra mắt thì anh em, một là để anh em có sẵn một con pet Holy như vậy, như mình này, đây con pet Holy có 15 bao thì anh em nên giữ lại một con anh em để chúng ta có thể chơi. Lỡ chúng ta úp lên UR mà nó không ra bao hộp ngon thì chúng ta vẫn sử dụng signing theo, cũng không thua quá nhiều đam so với các cái nhân vật khác mà có lượng có một con UR mắc đam. Đấy, không thua quá nhiều đâu anh em ạ, nên chúng ta sẽ phải cân nhắc rất là nhiều. Đấy, còn nếu như mà anh em đã úp lên được con UR mà có bao hộp thì anh em nên sử dụng nha anh em, vì nó mang lại cho chúng ta là lượng đam thuộc tính nó cao hơn rất là nhiều, từ 410 so với con Holy chỉ là 346, hơn tầm 50 điểm là anh em ạ. 410 này, 346 là hơn tầm 60 điểm ấy. 60 điểm đám thuộc tính là cũng khá là rất là cao, không phải ít đâu anh em. Chúng ta chỉ cần có đám thuộc tính là chúng ta có thể gây hiệu ứng bởi viên Radian rồi anh em, viên slot 5 của sách thuộc tính ấy. Mình hy vọng là ở cái video này với những cái thông tin mình chia sẻ thì giúp ích được ít nhiều cho anh em. Và mong anh em dành chút thời gian ủng hộ cho mình bằng cách nhấn like cũng như là lượt đăng ký kênh để mình có động thêm động lực. Và mình giới thiệu sơ qua là ở video tiếp theo của mình sẽ là khuyên tai 6 nhé, khuyên tai 6 trong season 18.2. đây là cặp khuyên tai mà rep đang sử dụng này nha. Và mình cũng sẽ làm tương tự như đối với UR. Hoặc anh em có cách nào test đam thực tế tốt hơn thì có thể chia sẻ với mình bằng cách để lại comment. Và một lần nữa bye bye và hẹn gặp lại anh em ở cặp video tiếp theo. Bye.